Mỗi lần bà Tường bắt đầu có mang quần đùi đâu. Sau này bà mang quần đùi bà hay vậy, không có chồng khí thế gì luôn á. Thì chị biết từ đầu à. Chị ghi ra ngay. Hai đứa con gái á. Hai đứa con gái á. Tại vì nó chơi cái màn mà nó thua mình rồi nó mới lấy ba cái bông ba dắt lên đầu đó rồi. Em bị nghiêng ba xu. Thằng nó quá nhiều kinh nghiệm. Ba xu thì tuần trước làm rồi, không biết tuần này có làm hay không. Đó. Nhiều lúc biết ngay chỗ tới mượn mấy cái bà bướm trên đầu đó. Đây mình nói thời trang đồ mà nó không lo tính quần áo đúng không? Nó mình quá trang nên chị nó không quần áo mà đi tính mấy con bướm nhỏ nghĩa là nó đã có biết trước. Có, phải biết kiếp, phải có chiến lược. Phải chiến lược rồi. Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước